cái liều người ta gọi là liều Erodibus, cái liều Erodibus người ta sử dụng 500 mg một ngày, có thể sử dụng liều đó trong vòng 3 ngày, sau đó là người ta điều trị kết hợp với có thể sử dụng corticoid kết hợp với MMF tức là Cellcept hay là Mycophenolate Mofetil, hoặc là người ta kết hợp với Cyclophosphamide. Còn còn liều cao hơn là Methylprednisolone trong 1 gram thì cũng có thể xài, tức là người ta xài 1 gram thì cái liều đó là liều ký ức chế tủy mạnh nhất. Thì người ta sử dụng liều 1 gram đó trong vòng 3 ngày, sau đó là người ta ngưng. Trong cái Orolimus thì người ta sử dụng là cái 15 ngày một lần, như vậy thì cũng tổng liều vẫn là 1 gram đó mấy em ạ. Cho nên là cũng không có vấn đề gì đâu. Các anh chị có thể tham khảo, mấy anh chị có thể tham khảo học ở trên mạng, người ta có nói được cái này và những cái cập nhật mới điều trị lupus. Tất cả đều có nghiên nó dựa trên cái vấn đề là nghiên cứu thôi các em ạ. Thì ở châu Âu người ta sợ cái tác dụng phụ của corticoid nhiều, cho nên thường người ta sử dụng cái phác đồ 500 mg 15 ngày. Rồi, nếu các bạn không có đặt câu hỏi gì thì tôi cũng mong muốn các bạn